Bánh lên bông và hoa hậu. Rồi. 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 Như thầy mới xin được dạy các bạn cách các bánh gato phong cách tự tâm. Một chút bánh mà có lẽ là tôi đang hơi khó chịu một tí. Các bạn có thể zoom vào đây. Không biết người làm bánh có ý đồ gì thì cố tình hay vô tình. Một cái sự cố tình hay vô tình, nhưng tôi cảm thấy đây là một sự chống phá tôi. Chống phá tôi. Bạch Liên đặt tay lên hoàng hậu nhưng mà lại quay sang hoàng phượng. Và như ở trong MV thì tôi có một cái kiếm, nhưng đây giờ có một con dao. Và các bạn có thể nhìn vào đây. Đây là một ba nhân vật mà Bạch Liên thì không nắm tay tôi, mà Bạch Liên thì lại nắm tay hoàng hậu. Hoàng hậu. Các bạn nhìn thấy cái gì đây rồi đúng không? Đúng không? Các bạn nhìn cho kỹ nhá. Bóc nó đi, nhấc nó đi. Các bạn nhìn thấy đây mới chính là đây là ác của MV, xong ác ra ngoài đời thực đúng không? Đấy, ai muốn ăn không? Em ăn cái tay. Em ăn cái tay. Em ăn cái tay nhá. Còn cái dưới này là gì anh không biết. Tám nghìn năm sau. Anh rất là đẹp. Hai người luôn ở bên nhau.